Em vừa cập bến được một cái lô Văn Giang kiếm nhá. Hàng này cũng không có nhiều. Chỗ này em có khoảng tầm 50 cây thôi. Mặt bông của Văn Giang kiếm này. Đẹp chưa? Hàng này là hàng gieo hạt cây giống 53. Nên là hiện tại một bụi này em bán với giá là 150.000 nhá. Một bụi nó dao động khoảng tầm 2 đến 3 thân. Lá của nó là sẽ thi thoảng là không tránh được một số cái lá nó sẽ hơi bị lỗi lỗ một xíu xíu như này nhá. Đây này. Gọi là hơi hơi thôi ạ. Đó, 150.000 một bụi, từ 5 bụi trở lên em bao ship. Còn các bác lấy từ 5 bụi đổ xuống thì vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Mặt bông của nó đây. Đẹp lắm ạ. Văn Giang kiếm nhá. Cái hàng này đợt trước nhà em có bán nó một đợt rồi đấy ạ. Mà nó cháy hàng, đợt này mới về thêm được một ít nhá. Châu Thái hoa sổ số hôm nay thanh lý cho các bác sập giá 100k một cây nhá. Đây hàng thì cứ dao động từ 4 cặp lá đổ lên. Hàng này thì em bảo hành cho các bác 100% ra hoa trong Tết năm nay nhá. Các bác nhìn cho em cái rễ này. Da xanh mướt luôn của hoa cũ đây nhá. Cây này thì lá nó sẽ hơi bị lỗi một tẹo đấy ạ. Một là nó bị bỏ lá chân. Hai là nó sẽ bị cắt ngang cái đầu lá một chút nhá. Đây là bảng màu của nó. Hàng này hoa sổ số đây này em chỉ chọn tương đối theo cái kinh nghiệm của nhà vườn thôi. Chứ còn bảo hành mặt hoa thì em không bảo hành mặt hoa nhá. Cái lô này thì nó lẫn cả lá mít. Lẫn cái lá kiếm. Đây. Đây. Cây này bị cắt ngang cái đầu lá một tí nhá. Rễ này mọi người nhìn cho em rễ mới nó ra này. Thích chưa? Mướt mát luôn nhá. Dễ siêu to luôn. Bây giờ các bác mua cái hàng kg thì một cây như thế này nó phải rơi vào tầm 100.000 rồi. Đây là cây hàng thuần về chỉ việc chơi thôi. Nhạn VIP 4N. Dòng nhạn cấy mô của Thái nhá. Hoa tương đối chuẩn với cái mặt hoa hàng rừng của mình. Mà nó có phần nó còn thơm hơn. 350.000 cho một chậu như thế này. Mặt bông đây mọi người ơi. Cái dòng này hoa nó thơm rất là đậm nhá. Đậm lắm. Mà đối với cái dòng nhạn Thái này thì hoa của nó sẽ nở rải rác từ tháng 4 đến tầm tháng 10 dương. Chứ nó không cố định tháng nào. Nở rải rác nhá. Một chậu này một cây, một chậu này nó sẽ có một cây. Và một cây thì nó dao động khoảng tầm 7 cặp lá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá này. Lỗi 1 đổi 1 nhá. Cái này nó đã là hàng thuần năm thứ 3, năm thứ 4 rồi. Về bây giờ các bác chỉ làm móc các bác treo lên cho em thôi. Đừng bóc tách gì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ nhá. Hôm nay em có một cái lô nhạn rừng buôn đôn. Em lên chia sẻ cùng các bác nhá. 250k một chậu này. Nhạn rừng buôn đôn. Hàng hoa tháng 4 nhá. Đây. Ôi. Đẹp lắm luôn. Cái hàng này nó là cái hàng thuần tại vườn nhà em nhá. Tính đến thời điểm này là bước sang năm thứ 3 rồi này. Mặt hoa đây ạ. Đó. Rừng buôn đôn nhá, một chậu này 250k này. Chậu này thì nó sẽ có khoảng tầm 5 ngọn. Đây các bác nào mà chơi hàng rừng thì mình biết rồi. Cái lá như thế này là tương đối là mượt nhá. Lá rừng như thế này là tương đối là mượt đấy ạ. Dễ ổn định rồi nhá mọi người nhá. Dễ đã ổn định hết rồi. Nó bám chắc hết ra cái thành chậu này rồi này. Đây này các bác nhìn này. Đó. 250k một đấy ạ. Một chậu này thì nó sẽ có 5 ngọn. Đó. Hoa nhạn thì nó siêu thơm rồi mọi người ơi. Siêu thơm và cực kỳ bền hoa nhá. Đây. Em cũng lưu ý luôn với các bác này. Là cái giống nhạn này này. Là cây của nó chỉ sàn sàn như thế này thôi nhá. Chứ nó không vượt hẳn lên như mấy cái hàng công nghiệp đâu. 250k một chậu, các bác mua 2 chậu em bao ship nhá. Đây. Hàng thuần tại vườn. Năm nay là năm thứ 3 rồi. Đây này các bác nhìn này. Mượt chưa? Cát một lá của bên em hiện tại em đang bán là 101 một chậu nhá.
Và cái giá hàng này thì em chưa bao gồm phí vận chuyển, nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng ạ. Cát này thì hiện tại bên em đang có 5 màu hoa. Đây là bảng màu của nó này: trắng ruby, vàng chanh, tím, vàng cam và cái cát mặt quỷ nhá. Một chậu này thì nó cứ dao động từ 17 đến 20 thân. Riêng có cái dòng cát mặt quỷ này thì nó là cái chậu ít thân nhá. Cái dòng này của nó, một chậu của nó chỉ được khoảng tầm 14 15 thân thôi ạ. Đây. Hàng cát một lá, bông sai đại này, bông to nhá, rất là đẹp luôn. Cát này thì nó ra hoa quanh năm, nó gối hoa hết đợt này đến đợt khác nhá. Đây, hàng siêu siêu đẹp luôn này. Hàng này về bây giờ mình sang chậu cho em. Đây, ở đây em có ghép vào một cái chậu để làm mẫu cho mọi người nhá. Các bác sang chậu để cho cây nó phát triển, với lại nó đẻ con, nó cái bụi nó sum xê nhá. Đây mọi người nhìn này, cái mầm này, mầm mới nó đang ra này. Đấy. Và hiện tại cát ở bên em thì bây giờ có những cái chậu nó đã báo mèo rồi, còn có những chậu thì chưa nhá. Chứ không phải là 100% chậu nào cũng báo mèo đâu. Đây, nhưng mà hàng này thì đảm bảo cho các bác em bảo hành luôn cho mọi người là trong năm nay nó sẽ ra hoa đây này. Hiện tại bên nhà em này đang có những cái bông hoa này này. Đó. Cái dòng này bông của nó đẹp lắm. Siêu đẹp và siêu bền nhá. Hoặc là các bác có thể làm 3 bụi này các bác trồng vào một cái chậu size 50-60 ạ. U nó ra lúc ra hoa thì chấm hết luôn.